Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Và ở đây thì mình đang chuẩn bị hoàn thiện một cái bộ pin lithium 12V 53Ah. Thì nơi cái bộ pin này thì nó sẽ được đóng theo cái hệ 3S. 3S này thì cho một anh khách hàng anh ấy sử dụng để dành cho kích điện tử. Hoặc là anh cũng có thể sử dụng cho bóng đèn, quạt, wifi khi mất điện. Thì đây là một cái đặt hàng riêng của một anh khách hàng. Thì đầu tiên là cái chức năng của cái bộ pin này nó tương tự như những cái bình ắc quy 12V các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng tất cả các nhu cầu liên quan đến 12V giống như bình ắc quy. Thì trong cái bộ pin này thì mình đang sử dụng là bằng 3 viên pin 3,7V 53Ah như thế này. Đấy, bằng 3 viên pin 3,7V 53Ah. Dung lượng thực tế mình đo được là khoảng tầm 54Ah các bạn nhé. Ở bên trong này thì mình đang bỏ tất cả các cái pin này vào trong một cái vỏ bằng nhựa. Cái vỏ nhựa này thì nó là kích thước bằng 31cm nhân với 24cm và nhân với cái chiều dày của nó là bằng 5,2cm nhé. Đó là kích thước của nó. Còn đối với bộ pin này thì bên mình sẽ không có chế độ bảo hành vào nước đâu. Cho nên các bạn vui lòng là không để cho nó vào nước nhé. Còn lát là bên mình đóng hoàn thiện lại thì bên mình cũng có sẽ bọc tất cả các cái màng co bọc làm sao cho nó kín nhất có thể để hạn chế tối đa cái việc là vào nước. Còn cái việc là các bạn sử dụng là cần phải bảo quản. Nói chung là của bền thì tại người thôi. Bên trong này mình đang sử dụng là 3 viên pin này được nối tiếp với nhau và được dán rất là chắc ở dưới đây bằng cái băng keo xốp hai mặt. Cái băng keo này nó cực kỳ chắc luôn anh em. Có nhiều trường hợp có những khách hàng mua về đóng vào cái hộp này cảm thấy nó cồng kềnh, nó hơi cồng kềnh đó. Thì người ta muốn đóng gọn lại đó, thì bên mình tiến hành là tháo cái này ra. Nhưng mà tháo ra nó rất là cực, rất là khó khăn để có thể tháo được cái tấm này ra nhá, các cái viên pin này ra. Bởi vì nó dính vào đây gần như dính chết luôn rồi, nó không thể ra được các bạn ạ. Nó rất chắc. Còn vị trí giữa các cái pin này với nhau thì các cái cực này được hàn lại với nhau xong, thì bên mình có băng keo giấy vào đây để cho nó đảm bảo an toàn, không bị va quẹt. Rồi bên mình cũng có chèn xốp để cho nó không có thể dồn lại với nhau được. Ngoài ra thì ở bên trên này mình sẽ cho cái miếng xốp này nó cao hơn một chút để khi chúng ta vít là nó có một cái lực ép xuống, dẫn đến là các viên pin này sẽ không bao giờ xê dịch và rất là chắc chắn luôn. Về trong cái mạch này mình đang sử dụng là một mạch điều khiển sạc xả 100A. Mạch này là mạch thông dụng thôi. Còn bạn nào muốn mạch chất lượng hơn thì bên mình cũng có nhá. Mạch này là có cái dòng sạc xả dòng xả là bằng 100A, dòng sạc là tối đa là 10A các bạn nhá. Còn về anh khách hàng này, anh có nhu cầu là thỉnh thoảng là đi đánh kích điện tử đấy. Kích điện tử cũng sẽ lấy của bên mình luôn. Kích điện tử bên mình thì sẽ có 3 loại cơ các bạn ạ. Thì ở nơi cái bộ pin này, cái bộ sản phẩm mà anh có đặt hàng bên mình á, thì nó bao gồm là một cái bộ kích điện tử. Cái này là của cái bộ kích thương hiệu Samut M888 nhá. SM888M. Thì bộ kích này nó tương đương, có nghĩa là công suất của nó là 1200W. Thì nếu như tính bằng cái phép ấy, thì các bạn đối với thương hiệu Samut thì chúng ta không tính phép giống như các cái thương hiệu bên ngoài mà các bên khác đang bán. Các bên khác đang bán có ví dụ như là 8 phép này, 10 phép, 12 phép, 16 phép, 20 rồi cho đến 24 phép, 32 phép. Cái số phép đó thì nó không đánh giá lên được cái công suất của bộ kích, tùy thuộc vào từng hãng người ta thiết kế. Thì như cái Samut này á, nó có công suất là 1200W và nó đang sử dụng trong đây là 8 con MOSFET. Nhưng mà 8 con MOSFET này nó tương đương với sức mạnh, cái công suất của những cái kích 16V các bạn nhá. Thậm chí còn hơn cái 16V. Bởi vì bản thân trước đây mình cũng đã có một số các video liên quan đến cái kích điện tử cách đây 2-3 năm về trước. Mình cũng có bán bên cái thương hiệu là Cá Mập Trắng. Nhưng mà dạo gần đây thì mình sẽ không làm bên Cá Mập Trắng nữa. Mình sẽ làm bên Samut. Còn bạn nào mà đã sử dụng đến kích điện tử rồi, các bạn biết rồi, Samut là một thương hiệu hàng đầu về kích điện tử các bạn nhé. Thì khi sản phẩm mua thì các bạn sẽ có đây cái hàng chất lượng, cho nên là nó cũng sẽ có một cái cò bóp phíp đồng thủy tinh nhá, sợi thủy tinh, cho nên nó rất là bền bỉ. Thứ hai nữa là ở trên kích này nó rất là dễ dàng sử dụng. Cho nhiều người không biết, các bạn thấy là ở đây ấy, nó không có nhiều công tắc giống như các cái kích khác. Cái này nó bụng mới hàn, lát mình hàn lại này. Nó không có nhiều cái công tắc rồi núm vặn như các cái kích khác, nó rất là phức tạp. Thì đối với Samut thì người ta cắt bỏ cái công tắc đi, công tắc giống như các bạn bật nông sâu này, bên đây là bật tắt băm sung này, đúng không ạ?
Nhưng mà cái này á, nó chỉ đơn giản là giảm hết cỡ thì nó là đánh lì, còn tăng lên thì tốc độ bắn sung tăng dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần. Đó. Có nghĩa là một cái cheat app nhưng nó làm cả cái nhiệm vụ của công tắc luôn. Tiếp theo cái nông sâu thì cái núm vặn thứ hai là núm vặn để chúng ta điều chỉnh cái độ nông sâu, có nghĩa là mạnh yếu đấy. Thì khi mà đốt cái bóng 1000W này thì sáng vô tư luôn. Thậm chí cái kích này nó có thể đốt hai cái bóng 1000W này vẫn sáng được, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi là kích nó sẽ tự ngắt các bạn nhé. Bởi vì là công suất của nó tối đa có 1200W thôi. Đối với Samut thì nó có rất nhiều các cái chế độ bảo vệ an toàn khác nhau. Đầu tiên là chống chập vật đầu ra, chống ngược cực đầu vào bằng relay, ở trong đây relay 150A, chống ngược cực đầu vào chúng ta kẹp sai âm dương nó không có gì cả. Đầu ra chập vật thì nó sẽ tự ngắt. Và ngoài ra nó có thêm một con cảm biến nhiệt độ nằm ở trên cái miếng nhôm của các con MOSFET. Khi mà các bạn đánh quá tải quá lâu hoặc là trời quá nắng mà dẫn đến các bạn đánh lâu nó nóng quá đó thì nó sẽ ngắt chứ nó không có bị cháy phép giống như những cái kích khác nhé. Và nơi kích Samut này nó sử dụng bằng mạch MCU để điều khiển từ kích xung, điều khiển xung cho các phép, rồi điều khiển cho xung đầu ra, rồi băm xung, tất cả nó nằm ở nơi cái mạch MCU này. Đó các bạn yên tâm ạ. Còn về tụ thì đang sử dụng ở đây là hai tụ 5 microfarad. Rồi, mình giới thiệu sơ qua về kích như vậy. Đây là cái kích của anh có đặt hàng bên mình đi kèm theo cái bộ này luôn. Về cái bình 53AH này thì mình sẽ có hai phiên bản khác nhau. Phiên bản thứ nhất là đóng vào cái hộp như thế này. Là các bạn thấy cái hộp như thế này thì rất là thẩm mỹ, bởi vì thỉnh thoảng anh mới đi đánh kích chơi thôi. Còn đa số là anh sẽ để sử dụng để dùng quạt, dùng đèn khi mất điện. Thì anh sẽ dùng cái hộp này, nó sẽ chắc chắn, an toàn và thẩm mỹ đẹp hơn. Các bạn thấy đấy, nó đẹp, nó gọn nhẹ, nó rất là tiện dụng. Wi-Fi mất thì cắm vào Wi-Fi, mất điện cắm Wi-Fi, cắm đèn cắm quạt. Như vậy ba cái nhu cầu này rất cần thiết khi mất điện. Rồi còn về tiếp theo nữa thì mình sẽ có một cái phiên bản khác dành cho những anh mà chuyên, gọi là chuyên đi đánh kích chứ không phải sử dụng trong mục đích giống như anh khách hàng này. Chuyên đi đánh kích thì nó sẽ là cần nhất, là gọn gọn nhẹ, dễ mang vác, dễ di chuyển. Thì 53AH sẽ được đóng vào trong một cái hộp như thế này. Cái hộp như thế này sẽ đóng được vào xung quanh một cái vỏ này, là vỏ tấm Formex. Sau đó bên mình sẽ băng keo gần như là kín 90% rồi, chỉ còn lại các cái khe hở của cái đồng hồ này, sắc sạc này, công tắc này và hai đầu dây là nó hở ra một chút thôi. Cho nên là chúng ta đi đánh bắt hoặc là đi ra ngoài trời mưa phùn hoặc là mưa nó tạt đấy, chúng ta chỉ cần trùm cho mình lên như thế này thì nước nó sẽ dốc xuống thì không việc gì cả, bởi vì mặt đáy này cũng được kín hết rồi. Bên trong này mình băng keo tất cả kín, sau đó mình khò co nhiệt bằng tấm bằng miếng miếng co PVC như thế này, nó rất là chắc chắn, nó rất là gọn nhẹ. Và hai đầu ra mình sẽ để ra như thế này, anh em về lột dây tự dùng, tự đấu vào tự dùng nhé, đấu vào rắc gì thì tùy anh em. Và chức năng thì cũng tương tự như cái bình dưới đây, cái bộ pin ở đây, nó cũng sẽ là công tắc để bật tắt cái đồng hồ thôi, nó không có chức năng để tắt hai cái đầu ra. Rắc sạc thì cũng tương tự như vậy. Và cái bộ sạc thì cho cái bộ pin 53AH thì mình khuyến cáo các bạn nên sử dụng sạc 5A trở xuống nhé. 5A thì nó sẽ bền hơn cho pin rất nhiều. Đây 5A trở xuống thì mình đang sử dụng cái bộ sạc này là 5A, chân rắc sạc 3 chân. Thì khi chúng ta sạc thì nó là màu đỏ, còn đầy nó màu xanh giống như chúng ta sạc cái đèn pin đấy. Còn nếu như anh em nào có nhu cầu sạc nhanh hơn thì các bạn có thể lên trên cái sạc bằng 8A. Mình khuyên các bạn nếu như mà không có cái việc gì vội quá thì các bạn nên sử dụng 5A. Còn nếu như bạn nào mà cần cái thời gian gấp là cứ sạc rồi đánh, sạc này đánh thì các bạn nên dùng 8A cũng được nhé. Rồi đây là cái bộ sạc. Tiếp theo nữa thì anh có đặt bên mình một cái đèn nữa, cái đèn đội đầu. Hầu như là anh đặt đủ combo luôn anh em ạ. Cái đèn này là đèn đội đầu, model của nó là RG6806. Đối với cái đèn này thì cái đường kính pha nó ngang với các cái đèn dân dụng cho các cái bà nội trợ ở nhà hay dùng, hay là chúng ta hay thấy mua ngoài ngoài quán ấy. Nhưng mà các cái đèn ngoài quán thì nó không thể chất lượng bằng những cái đèn này, bởi vì mình lấy cái này chuyên dụng về để cho anh em đi đánh bắt. Thứ nhất là độ sáng nó có thể là gấp đôi, nó gấp đôi cái đèn thông thường, gấp đôi đến gấp đôi rưỡi, gần gấp ba. Thứ hai nữa là thời gian thắp sáng của cái đèn này, bên trong này là hai viên pin 18650. Nó có thể lắp thắp sáng liên tục cho cái đèn này trong vòng là 7 đến 8 tiếng. Vì bên mình hàng về là mình đã có test rồi. Mình sạc 100%, sau đó rồi mình bật sáng như thế này, trong vòng 7 đến 8 tiếng nó mới tắt nhé. Như vậy là anh em đủ nhu cầu để sử dụng. Về cái chức năng thì đầu tiên chúng ta bật lên thì nó sẽ là sáng sáng 100%. Bật cái thứ hai thì là sáng 50%. Thông thường như các đèn thông thường nó chỉ sáng được như thế này thôi này.
Đó. Bật cái thứ ba thì nó sẽ là chế độ SOS chớp chớp. Bật cái thứ tư là tắt. Bộ sạc đi kèm theo thì nó sẽ là cái dạng như thế này. 4.2V 500mAh. Đây. Đây có một cái jack sạc kiểu này. Đây cũng là các cái đầu chống nước này. Đó, các bạn cắm vào đây. Thì khi sạc đầy nó sẽ là màu xanh như thế này, mà đang sạc thì là màu đỏ. Và đây là cái bộ đèn tiếp theo. Bộ này là bộ dành cho những VIP Pro. Mình hay nói đùa với các bạn nhân viên là đây là phiên bản Pro Max. Đấy. Phiên bản này là phiên bản thu gọn. Thì các bạn thấy là phiên bản thu gọn này, chức năng như vậy. Còn phiên bản Pro Max thì các bạn thấy là cái hộp nó đã xịn sò hơn rất là nhiều rồi. Các bạn thấy đấy, nó làm giống như cái hộp mà chúng ta mua điện thoại đấy. Rồi, tiếp theo thì bên trong này sản phẩm các bạn thấy so sánh nó sẽ khác biệt. Đầu tiên là cái quai đeo, các bạn thấy cái này nó sẽ tiết kiệm chi phí, dẫn đến nó quai nó mỏng hơn. Thứ nhất là như vậy, hai là cái đèn nó nhẹ hơn, nó không cần với dây xịn lắm. Còn bên này thì cái dây này nó dày cực kỳ luôn. Nó dày, rất là dày và nó rất là chắc chắn. Đó, thì đây là cái bộ đèn Pro Max này. Thực tế là phiên bản của nó. Ở đây, mình sẽ cho các bạn xem phiên bản. Mình quên tên luôn rồi, mình có cái tên mã của nó nhưng mà mình quên, bởi vì là nó rất là nhiều sản phẩm, mình không nhớ hết được. Các bạn cứ hỏi mua cái đèn pin này là bên mình, nhân viên bên mình biết nhá. Thì các bạn thấy là cái đèn này, thứ nhất là cái dây quai đeo nó đã xịn sò hơn rồi. Thứ hai, củ sạc nó sẽ sử dụng củ sạc riêng. Đó, sạc của nó là 5V 1A. Cái sạc này chắc cũng không quan trọng lắm, hỏng các bạn lấy sạc điện thoại cũng được. Và nó sẽ sử dụng bằng cáp sạc jack Type-C nhá. Rất xịn sò luôn, jack Type-C. Rồi, jack Type-C thì bên trong này, cái đèn này nó cũng sẽ có 3 chế độ tương tự như cái đèn lúc nãy. Cũng là chế độ sáng 100% này, chế độ 50% này, chế độ SOS này, chế độ tắt này. Và cái này có một cái điểm hơn nữa là khi chúng ta bật cái chế độ đầu tiên, các bạn nhấn giữ. Nhấn giữ thì nó sẽ khêu nhỏ xuống, khêu to lên, khêu nhỏ xuống, các bạn thấy đó, ánh sáng nó đang thay đổi. Không biết các bạn nhìn điện thoại có thấy rõ hay không. Thì chúng ta có thể chọn chế độ sáng mong muốn. Đó. Rồi, ok. Đây là cái chế độ của cái đèn. Còn về jack sạc bên đây thì cũng là có cái núm cao su để chúng ta chống nước cắm vào đây. Trên đây sẽ có cái mức hiển thị pin là 25-50 cho đến 75-100%. Khi các bạn bật đèn lên thì nó cũng sẽ sáng báo chúng ta là còn bao nhiêu phần trăm. Và khi sạc thì nó cũng sẽ nhảy lên để báo cái dung lượng đang sạc vào là được bao nhiêu. Bên trong này thì nó cũng sẽ được tích hợp, mình cũng chưa tháo nó ra bao giờ, nhưng mà cái thời gian thắp sáng của cái đèn này và cái đèn này nó tương tự nhau nhá. Nó rơi vào khoảng tầm từ 7 đến 8 tiếng. Đó, 7 đến 8 tiếng thắp liên tục từ lúc sạc đầy cho đến lúc hết. Còn trong pin này thì mình cũng chưa có tháo ra được, cho nên là mình cũng chưa có biết được là bên trong nó đã bao nhiêu pin nữa. Quan trọng nhất là cái thời gian sáng như vậy là đối với anh em thì là ok rồi. Phía phần cái vỏ này thì nó bằng nhựa, nhưng mà trên cái pha này nó làm bằng nhôm, bằng hợp kim nhôm. Đó. Ở trên này dùng bằng kính. Và cái nắp này nó cũng là bằng nhôm luôn. Ở bên trong cái pha đèn này này, cái pha đèn để chiếu ánh sáng đi xa thì nó cũng sẽ dùng bằng nhôm luôn. Đó, các bạn thấy. Còn bên trong các hai cái đèn này đó, thì nó đều sử dụng bằng cái chip LED của chip LED Cree. Rồi. Độ sáng thì bây giờ mình sẽ phân biệt cho anh em xem. Đây. Có thể là qua video anh em xem thấy sẽ là nó không rõ ràng được, đúng không ạ? Nó không rõ ràng được, nhưng mà khi bên ngoài chúng ta thấy thì cái đèn to này nó rất là sáng, và cái đèn nhỏ này cũng sáng nhưng mà không kém cạnh gì cái đèn to đâu nhá. Rồi, đối với phiên bản nhỏ này bên mình đang bán là 130.000 và phiên bản lớn này bên mình đang bán là 280.000. Như vậy là nó chênh lệch với nhau là tận 150.000 cơ. Cho nên là các bạn phải cần cân nhắc xem là chúng ta nên sử dụng cái phiên bản nào là phù hợp với chúng ta. Rồi, đây. Ok, và ngoài ra thì anh còn sắm thêm một bộ gậy nữa. Và đây là cái bộ gậy của nó. Các bạn thấy là đây, cái bộ gậy siêu nhẹ này bên mình sẽ có hai phiên bản nhé. Phiên bản 3m2 và phiên bản 2m2. 2m2 thì bên mình đang bán với giá là 250.000. Còn phiên bản 3m2 thì bên mình đang bán với giá là 300.000. Các bạn thấy là cái gậy siêu nhẹ này nó có một cái điểm là chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng trong cái quá trình sử dụng. Thứ hai nữa là nó sẽ có cái chế độ rút ra rút vào. Đấy, nó rút ra dài hơn hoặc là ngắn đi tùy theo cái địa hình mà các bạn hôm nay cần đi đánh bắt. Nó sẽ có hai gậy như thế này. Một cái thì nó sẽ là ở bên đầu chui, một cái là bên đầu vợt. Và trên cái đầu vợt và đầu chui này nó sử dụng ở đây là bằng
inox nhé, inox không dính nam châm luôn. Rồi và nơi cái chốt này thì nó sử dụng bằng chốt nhôm mạ vàng. Thì các bạn lưu ý là các bạn muốn dài bao nhiêu thì các bạn xoắn chốt theo chiều kim đồng hồ cái này vào, thì nó sẽ siết chặt lại, nó siết chặt lại cái này, đó, nó rất là chặt, các bạn siết chặt vào nhá, đó. Còn nếu như các bạn mà kéo ra hết cỡ thì cái gậy này, cái bộ gậy 2m2 nó sẽ là tối đa là bằng, hôm trước mình có làm một video hình như là nó tối đa được 2m cho đến 2m1 tính từ đỉnh gậy cho đến đến cuối này. Đó. Đây là cái bên vợt. Đó. Và khi cái bộ gậy các bạn mua về á thì dây ở đây nó có sẵn rồi, dây điện này. Khi các bạn kéo dài hết cỡ cái gậy này ra thì dây này nó còn dư khoảng tầm 1m rưỡi. Và hai đầu dây nó có kẹp sẵn cho chúng ta bằng hai cái cốt luôn. Thì đối với cái dây này là mình lưu ý các bạn là nếu như các bạn về để đánh kích điện tử á, thì các bạn hoàn toàn có thể để cái dây này sử dụng được. Nhưng mà khi các bạn sử dụng kích cơ á, thì mình khuyên các bạn nên thay cái dây này thành cái dây khoảng tầm 1.5mm nhá. Đó, 1.5mm. Hoặc nếu bạn nào mà muốn xịn sò hơn về đánh kích điện tử á, các bạn cũng có thể thay thế cái dây này. Bởi vì thực tế là dây đi kèm theo thì nó chỉ đủ để chúng ta sử dụng thôi. Chứ còn để mà thoải mái thì nó không thoải mái bởi vì cái ruột trong đấy nó rất là nhỏ. Rồi và tặng kèm theo cái bộ gậy này thì đối với cái bộ gậy nó sẽ có thêm cho chúng ta một cái cò bóp nữa nhá, cò bóp bằng nhựa đen như này. Đầu này rắc DC. Đấy, tặng kèm nhá. Và một cái đế để chúng ta rắc cái cò bóp này vào. Các bạn thấy là mình sẽ rắc cái cò bóp này vào đây nhá. Đấy, rắc vào đây, sau đó là chúng ta chỉ việc ghim vào trong cái gậy. Gậy tay thuận này. Đó. Như vậy là chúng ta sử dụng. Đây là cái bộ đi kèm theo nhá. Đối với cái phiên bản 2m2 này thì nó sẽ là hai đốt gậy này. Một đốt phía dưới, một đốt phía trên này. Còn đối với phiên bản 3m2 á thì nó sẽ là 3 đốt anh em nhá, nó thêm một đốt nữa. Thì thêm một đốt giữa là thôi. Cái khóa này là nó vừa khóa trên vừa khóa dưới đối với phiên bản 3m2. Các bạn yên tâm đi, cái này này, cái này nó bằng inox 100% luôn, cho nên là các bạn không bao giờ lo nó bị gỉ nhá. Bên mình dính bằng cái nam châm thì không bao giờ bị. Thì đối với anh khách hàng có đặt bên mình ấy, mình cũng đã nói với anh là anh đi kiếm cho em một cái túi. Các bạn cứ dùng cái túi hoặc cái cặp của các em đi học ấy, chúng ta tận dụng cái túi của các em về nhà. Đấy, lát nữa thì mình sẽ thiết kế cho cái bình pin nó nằm bên trong này. Còn bên ngoài này sẽ là cái kích. Cái kích thì chúng ta không thể bỏ vào trong này được. Nếu bỏ vào trong thì nó sẽ kín, nó không thoát nhiệt được. Cho nên là lát nữa bên mình sẽ tiến hành chọc thủng cho kích ở ngoài, rút dây rút chắc chắn lại. Đó, như vậy là bên mình đấu sẵn cho anh luôn. Và như vậy là sau khi bên mình đóng xong cho nó hoàn thiện cái bộ pin này thì nó sẽ là như thế này anh em nhé. Thì như các bạn thấy là xung quanh này mình bọc bằng cái màng, có nghĩa là cái màng bọc sản phẩm này. Nói chung kín thì nó cũng không kín 100% được, nhưng mà nó cũng sẽ giảm thiểu phần nào để nước nó không tạt vào đây. Thì bên trên này cái bộ pin bên mình nó có cái tem là đầy đủ thông tin cho anh em. Đầu tiên ở đây các bạn thấy là đang sử dụng bằng 3 viên pin khối nhôm 3.7V 53Ah. Thì với điện áp sạc vào chúng ta sẽ sử dụng bằng cái sạc là 12.6 nhá. Các bạn lưu ý là không được sử dụng sạc khác ngoài cái sạc 12.6. Và dòng điện sạc vào từ 5 đến 8A. Đây là cái dòng điện mình khuyến cáo. Còn về dòng xả thì nó sẽ xả từ 100 đến 120A. Điện áp xả tối đa là nó sẽ đến 8.5 cho đến 9V là nó sẽ tự cắt. Cho nên là đầu ra chúng ta sẽ không sử dụng được nữa khi nó xuống đến tầm 9V trở xuống. Và đây mình có ghi rất là rõ cái lưu ý là chỉ sử dụng sạc tiêu chuẩn dành cho bình ắc quy nhôm, ắc quy 12.6V 3S. Và tuyệt đối không sử dụng chung sạc với cái sạc mà dành cho bình axit trì nhé. Vì bình axit trì nó tận 14V, 14V 5, nó rất là cao. Rồi ok, như vậy đây là cái sản phẩm hoàn thiện. Thì bạn nào có nhu cầu mua các sản phẩm liên quan đến pin, thì pin như cái loại này thì bên mình đã giới thiệu có hai cái hình dạng mà bên mình đóng đó. Thì bạn nào có nhu cầu mua các sản phẩm trong video này, các bạn vui lòng xuống phần bình luận video thì mình sẽ để cái phần báo giá chi tiết ở dưới đó. Đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại trên tiêu đề video nhé, số Zalo nhé. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.